Tiếp đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm và làm việc với Bộ trưởng Công Thương Lào Khăm Phen Sải Sô Phen. Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất thúc đẩy công tác đàm phán Hiệp định sửa đổi Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào năm 2015 sớm hoàn tất và đi vào ký kết vào năm 2021, thúc đẩy các cơ quan liên quan của cả hai nước thực thi đầy đủ các cam kết của Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh ý nghĩa và sự cần thiết của việc quy hoạch và xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, coi đây là không gian kinh tế để đẩy nhanh, đẩy mạnh, mở rộng luồng thương mại song phương cũng như là cơ sở để Bộ Công Thương Việt Nam khuyến khích, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào nhằm khai thác tối đa tiềm năng quan hệ giữa hai nước. Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị phát triển kinh tế khu vực biên giới với sự tham dự của 25 tỉnh biên giới của Việt Nam trong tháng 8 của năm nay nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất cơ chế chính sách đột phá cho sự phát triển kinh tế bền vững của khu vực biên giới. Bộ trưởng đề nghị Bộ Công Thương Lào cùng với các tỉnh biên giới phía Lào tổ chức rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp phát triển khu kinh tế biên giới phía Lào. Hai bộ trưởng nhất trí giao các đơn vị đầu mối của hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên liên lạc, rà soát các khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực kinh tế, thương mại để kịp thời báo cáo hai bộ trưởng chỉ đạo và xử lý.